Rồi, có ông thần ngồi đây luôn, tới công chuyện luôn. Vụ gì nữa đây? Có gì không anh? Hả? À, vụ gì đây? Em lỡ đi làm về tránh xe càng á, mà lỡ đụng phải vỡ đèn xe của anh á. Lỡ chỗ nào đâu? Dạ, đèn anh. Có chạy gì không? Dạ, bị thúng một lỗ. Trời à, anh chạy sao vậy? Em đi làm tránh xe càng á, quẹt vào xe. Đâu phải chạy đi luôn rồi nè. Chạy đi mấy đường nữa nè, sao mà quẹt dưới trời vậy nè. Đây, lỗ đây luôn rồi. Anh làm ở đâu? Dạ, em đi hái tiêu về. Hái tiêu ở đâu? Trong này hả gì? Dạ, hái tiêu ngày được nhiêu? Dạ, ngày làm được có 250. 250, 250 rồi, giờ ông gì đây, ông đền tôi sao đây? Bể mẹ nó chỗ này luôn rồi, còn chạy đến chỗ này nữa. Dạ, chung đi. Chạy mấy đường này to chứ vậy? Làm ngày được có 250. Bây giờ anh bắt đền, em lấy tiền đâu mà đền? Thụng bây giờ bán cái xe này đi chứ. Vậy là giờ làm sao? Giờ lỡ chạy của tôi giống vậy là làm sao? Bây giờ lỡ vậy rồi anh, em đưa cho anh 200 đi. Còn tiền 50 chắc em xin lại để mua sữa cho con. 50 mua sữa cho con, mày 200 rồi làm sao mà tôi đủ thay cái đèn xe này ta? Hả? Rồi, bây giờ em đi làm cũng được có chừng đó, họ trả chừng đó, bây giờ không còn tiền nữa anh ạ. Mà bị lúc nào đây? Bị từ lúc 5 giờ anh. 5 giờ, giờ này mấy giờ rồi? 6 giờ rưỡi rồi là, thì làm ngồi đây là ông ngồi đây nãy giờ tiếng rưỡi của họ hả? Dạ, em dám đi á nhỉ. Trời, làm sao đây? Mà đầu thay 200 rưỡi đâu, ông bữa nay đi làm gì ngày công có 200 rưỡi? Dạ, đi hải tiêu anh. Hải tiêu 200 rưỡi á? Dạ. Đâu? Đây nè, giờ em không còn một xu nào trong túi hết anh. Là được 250. Dạ. Rồi giờ tôi lấy 200 là còn lại 50. Dạ. Nè, cầm tới đây, cầm tới đây rồi từ từ tôi tính. Cầm lấy 200 này đi. Hái tiêu ngày được 250 mà quẹt chi sao mà chạy không cẩn thận như vậy? Em cũng cẩn thận nhưng mà lại tránh xe càng nó đi. Xe càng thì khúc cô này đây hả? Dạ. Rồi chiếc xe này, còn chiếc xe giờ còn chạy được không? Hả? Cũng không biết nữa anh ạ, chưa đạp thử. À, lạy luôn. Thôi trễ rồi, cầm đó đi. Rồi mai hái tiêu đi rồi có gì nói chuyện sau. Dạ. Ha, cầm đó về mua sữa này kia rồi cho con đi. Chứ ngày có 250 rồi ông đưa tôi 200 rồi còn có 50 đó rồi về làm sao mà công cốc hả? Ngày hôm nay công cốc hả? Đấy đi, có gì tôi làm bảo hiểm. Xe tôi có bảo hiểm, khỏi lo. Ha. Dạ. Rồi về đi. Dạ, em cảm ơn anh nha. Ừ, chứ giờ này trễ lắm rồi. Về đi, về trên thùng đi hái con mình một chứ đó hả? Dạ, đi một mình anh ạ. Rồi thôi vậy đi, về tranh thủ về đi, cơm nước vậy đi rồi mai đi làm. Dạ, ha. Rồi không có gì đâu. Dạ, mai cái này tôi làm bảo hiểm không sao hết á. Về đi nha. Em xin phép em về anh ạ. Rồi, ok. Lại luôn. Ô ông tối qua đúng không? Dạ. Vô đây. Làm sao? Anh nào tới đây đền xe tôi hay sao? Dạ không anh ạ. Không hả? Vậy chứ sao? Ngồi đây. Dạ thôi. Hả? Ngồi đây. Cứ ngồi lên ghế đi. Sao bữa nay tới đây đền xe tôi hay sao mà bữa nay có đi hái tiêu không? Dạ bữa nay nghỉ á. Nay nghỉ hả? Ngày sau có vụ gì? Sáng em có đi mót á, bữa nay chủ nhật không đi làm. À. Đi mót mấy cái vườn mà họ hái xong rồi. À. Rồi trưa em có chạy về ăn á. À. Em vẫn thấy xe của anh đậu ở đây. Thấy xe đâu đây hả? Dạ. Rồi sao? Rồi giờ muốn có tiền chưa? Đền cái xe cho tôi hay sao? Dạ không. Nói chung em lên đây em thấy xe anh đậu ở đây, nói chung em về nhà có lấy ít đồ không để lấy cái gì cho anh. Em có ít tiêu á anh. Tiêu à? Dạ. Ông làm gì có tiêu? Hả? Được à, nghe vụ này có gì à? Được à. Đồ qua chiếc xe gì gì gớm vậy đã. Xe đi làm. Xe đi làm hả? Dạ. À, chiếc xe này giờ đấu giá cũng hơi bị dữ á. Nhưng mà vấn đề nào tôi nói này, ở đâu không có tiêu?
mua cái gì hay là ở đâu? Không, mấy bữa nghỉ em đi mót cái vườn mà họ hái xong rồi á. À, hái xong rồi là họ cho mình mót lại chứ gì? Dạ. Em thấy xe anh còn đổ ở đây, nói chung em cứ về ăn cơm lấy ít về biểu anh. Đâu, được coi, được đây, được nhiêu? Chú khô hả? Khô rồi. À, vô đây ngồi nói chuyện. Ông nói chuyện ông cười cái được không? Sao ông mặt nghiêm như vậy? Hả? Ông thoải mái người lên coi. Có ai bắt đền bắt xá gì ông đâu mà tự nhiên mặt ông thấy ông hình sự với tôi như vậy? Hả? Làm gì run với cha? Có ai bắt đền bắt gì đâu mà ông hình sự như vậy? Ngồi đây nè, ngồi ghế đây. À, ông cứ ngồi lên ghế đó. Rồi tôi hỏi này, cái này là mua hay là đi mót? Nó trả lời thiệt cho đây đi. Em đi mót anh. Mót hả? Mót được nhiều không? Còn chẳng lẽ người ta hái xong mà người ta còn nhiều với không? Để cho ông mót. Mót nhiều hôm hả? À, mót nhiều hôm được vậy hả? Rồi sao tối qua khi mà đợi lâu giống vậy rồi lúc mà đi về đó tôi không có đền tiền giống vậy đó rồi ông suy nghĩ như thế nào? Dạ, nói chung em lên đây cũng cảm ơn anh hôm qua đã không lấy tiền của em. Ừ. Ông tên gì? Dạ, em tên là Y Phép. Y Phép hả? Dạ. Y Phép. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 28. 28 hả? 28 thì tính ra ông nhỏ hơn tôi 10 tuổi. Ừ. Nhưng mà nghe tôi hỏi nè, ngày sau ngày hôm qua không lúc dậy rồi mắc gì ông đợi tôi làm chi, sao không đi luôn, không chạy luôn? Dạ, nói chung là em cũng ngại. Ngại hả? Ngại gì? Ai biết ông là ai đâu, ông biết tôi là ai đâu mà ông ngại? Chung là nếu mà em bỏ đi em cũng cảm thấy cũng không được anh ạ. À, ngủ không được. Tôi cũng mới thấy người lạ lạ giống như ông á. Gặp tôi là tôi đi mất tiêu rồi đó chứ. À, thôi giờ nè, tôi nói này. Nói chung là cái sự việc nó như là tai nạn, nó không có ai mong muốn đâu. Nhưng mà tôi thấy ông là ông chân thành vậy là tôi rất là thích rồi đó. Tôi rất là quý. Nhưng mà quê ở đây luôn hay là ở đâu? Dạ, em ở ngoài kia vào đại hai. À, rồi vô đây làm thôi. Dạ. Bây giờ tôi nói là nào nói nghe nè, cầm này. Cầm này anh chứ. Đây. Ngày qua em nó đụng cái xe. Cho nên là bữa nay đem tới này được mấy ký đây? Em cũng không cân anh. Không cân hả? À, bây giờ quý quá. Mà tôi nói này. Tôi ngày qua là xong chuyện của ngày qua rồi. Đúng chưa? Bây giờ ở đây có ít tiêu ở đây thì giờ tôi nhận. Nhưng mà giờ tôi cũng không có tiền. Tôi hết tiền rồi. Dạo này kinh tế khó khăn, tôi cũng khổ lắm. Giờ tôi còn được triệu mấy à? Giờ tôi gỡ 500. Dạ thôi anh ạ. Em không dám lấy đâu. Ngày hôm qua anh không lấy của em là may mắn của em lắm rồi. Thì bây giờ ông cầm cái này về đi. Dạ, giống như dạ. Giống như tiêu này tôi mua. Dạ không, em lấy đâu. Sao vậy? Hả? Dạ không, em lấy đâu. Cứ cầm đây đi rồi lắc nữa. Dạ. Giống như là tiêu này tôi mua thôi chứ có gì đâu mà. Hả? Dạ thôi anh ạ. Không lấy hả? Anh không bắt tiền em mà dừng lại anh. Không vấn đề đâu là được rồi, không phải. Ok. Thôi vậy là tôi cảm ơn. Ha. Nhưng mà tôi quý cái sự mà chân thành của ông giống vậy đó. Nói chung á là mình có lỗi như giống vậy thì chỉ cần mà mình chân thành thôi, người ta cũng không có mấy đồng, người ta cũng không có làm khó làm dễ gì đâu. Ha. Thôi bây giờ đi đi. Cái này là tôi nhận. Tại vì nó cái này là giống như tôi lên đây nó cũng giống như cái đặc sản để tôi đem về dưới miền xuôi thôi. Ha, này là tôi cảm ơn. Còn vụ việc ngày qua là ông như vậy là ok rồi. À, ra đây. Đi. Đây, đồ là tôi hay đem lên tôi cho tôi từ thiện á. Đồ nữ không có lấy được không? Hay là đây là tôi có bình đồ này nè. Tôi bình đồ này các bạn. Nè, quần áo. Đó, có ít nhà quần đùi này kia đâu nè. Ha,
Dạ. Ờ, với lại áo sơ mi. Đồ này, bịch này tôi có biết là có bật dừa hay không nữa. Nè, cầm bên đây đi. Dạ, em cảm ơn. Ha. Rồi. Đây gì nữa đây? Không, đồ này đồ cũng nít. Thôi chân này chắc được rồi anh nhỉ? Hả? Rồi, chắc để cho người khác nha. Đồ này hả? Đồ này đồ của nữ. Đồ này đồ nữ. Vâng. Ok, ok, thôi em cầm bật nó đi. Vâng, 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 vâng. Rồi về đi, không sao đâu. Nha. Rồi cứ cầm về đi, ví dụ như cái nào mặc vừa thì mặc, còn cái nào mà không vừa thì cho người ta bớt. Dạ. Nha. Không có suy nghĩ gì hết đó. Rồi về đi. Tôi em xin phép anh về luôn. À, rồi. Em cảm ơn. Đó nào. À, khi nào mà ví dụ như có việc gì làm thì thôi. Còn nếu mà không có gì á thì cứ tới đây. Dạ. Nha. Cứ tới đây rồi ví dụ như hỏi là có cần việc gì làm không. Rồi làm ở đây. Anh tên gì hả? Anh Tinh Sơn. Anh ở Đồng Nai. Nha. Dạ. Rồi. Rồi. Cảm ơn anh Sơn. Okay. Em về nhé. Ok. Dạ. Rồi, vô đây. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.